Quý vị cùng các bác các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến trong buổi tối ngày hôm nay 23 tháng 4 năm 2021. Rồi cấu hình trước cái máy quay, quý vị các bác cùng anh em chúng ta đang được nhìn thấy một đôi loa. Phải nói là nó có một cái chất âm hay, nghe được đa thể loại nhạc và đồng thời các bác hát karaoke ở trên đôi loa này rất là hay. Đôi loa MCS M Dulux 8320. Về cấu hình, đôi loa này là một đôi loa sử dụng loa 3 đường tiếng. Thứ nhất, sử dụng một cái loa bát có đường kính là 25, màng giấy gần mút, và một loa trung giấy phía trên là một loa tép giấy và có lỗ thông hơi ở phía trước mặt chúng ta. Hỗ trợ một vi tinh chỉnh để cho các bác tăng về cái giải cao, tức là trung và check. Khi chúng ta can thiệp vào cái nút vi tinh chỉnh này thì cái trung và cái loa tép nó sẽ sáng lên hoặc tối tiếng xuống, tức là chúng ta tăng giảm theo ý thích của chúng ta. Còn đâu như các bác hãy để những nút vi tinh chỉnh ở giữa, nó là mức mặc định. Đôi loa này siêu đẹp và chất âm cực kỳ hay, mềm mỏng, và đặc biệt dòng loa này củ từ của nó là củ từ 7 màu, và cái loa trung đặc biệt là củ loa trung rất là to. Hát đôi loa này rất lợi thế, cái lời của nó ra rất là hay. Đôi loa này xin được công bố giá bán như sau. Đôi loa này là một đôi loa MCF sản xuất ở Nhật Bản và xuất vào thị trường Europe các bác nha. Sản xuất ở Nhật Bản và xuất vào thị trường Europe của Mỹ. Và nó là hàng do Mỹ đặt hàng, thưa quý vị cùng các bác các anh em chúng ta. Nó có đầy đủ thông số để cho em nói chứ không phải là em nói bừa. Đôi loa tuyệt đẹp, gông cực kỳ sáng, rất là ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến tham quan đôi loa một chút nào. Nó là đôi loa này. Thì thưa quý vị cùng các bác anh em chúng ta, em xoay chiều này thì các bác sẽ nhìn rõ và nét hơn. Có chút hơi bẩn. Sẽ nhìn rõ và nét hơn. Chúng ta thường thấy cái mặt bo viền này màu đen này, nó được trang bị là nhựa nhá, là nhựa. À, bên trong là gỗ, ngoài là bọc nhựa. Thì riêng cái khoang này chúng ta thấy cái nó lộ một cái lối lồi hẳn ra. Thì cái khoang này là cái khoang dành cho cái bát nhé, khoang này dành cho cái bát và bên trong được bày trận trong lòng thùng, ma trận trong lòng thùng. Còn cái màu vân gỗ của nó bên bên thùng rất là đẹp, cái màu vân gỗ màu cánh gián nhé, rất đẹp. Loa thì đẹp xuất sắc luôn, loa đẹp không có điểm chê nhé, màng bát cực kỳ tươi sạch sạch sẽ đẹp. Đôi loa MCS M Dulux model là 8320 và thông số đầy đủ ký tự của nó ở đây. Đây cầu bắt loa và đây là có cái nút cầu trì để can thiệp khi chúng ta chơi quá tải cũng như là chơi trong cái vấn đề là chập cháy, cầu trì này sẽ tự can thiệp. Và chúng ta hãy nhìn thấy thông số là đôi loa này được sản xuất ở Nhật Bản và xuất vào thị trường New York, nó đài rất là nét ở đây, xuất vào thị trường New York nha, của Mỹ. Ok, đôi loa tuyệt đẹp không có chỗ chê rồi. Còn bên này là cái e căng của loa. Thì và cái e căng của loa nó có hình cong cong như thế này, lớn lớn như thế này. Đó. Thì cái loa nó cũng cong. Đấy, thì cái toàn thể cái thân loa, thân của e căng ấy hoàn toàn bằng nhựa và nó có cả cái chữ là Made in Japan ở đây. Made in Japan là cái e căng nhựa nhá. Ok, vải đẹp keng luôn. Rồi nhá. Đôi loa đẹp không có điểm chê nhá các bác nhá. Bây giờ quay kỹ và tiến loa cho anh em chúng ta nhìn. Đấy, các bác thấy bát xanh đét luôn. Đấy. Lón vải nhá, nó là lón vải này. Loa trung này, loa tép này, đẹp mỹ mãn, đẹp không có chỗ chê luôn. Nha, quá đẹp. Rồi ok. Đôi loa này em dám đảm bảo với quý vị và các bác anh em chúng ta trong thời điểm này, em bán giá cực kỳ rẻ và cực kỳ sốc cho anh em chúng ta chơi và đam mê. Đôi loa này có giá 4.500.000 đồng các bác nhé. Đôi loa MCS M Dulux 8320 nó có giá là 4.500.000 đồng, giá cực rẻ rồi nhá.
Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng thẩm âm. Em đang đánh với này chưa âm đi quen thuộc, đó là chưa âm đi Delong PMA 930 giá 4.600.000. Các bác đang được nghe chất âm của một đôi loa nó quá đáng đồng tiền bát gạo. Chất âm này sẽ vượt xa cái tầm tiền và đang đánh một con âm đi rất rẻ tiền, đó giá là 4.600.000. Đôi loa có giá là 4.500.000 các bác nha. Cảm ơn quý vị, các bác, cô anh em rất là nhiều.